Hello các bạn. Nãy mình ăn mì mình chừa miếng để cho mấy con cá coi nó ăn thử rồi sao các bạn? Đây là cái hồ cá mini 10k con lúc trước đó các bạn. Chưa cho nó ăn mì lần nào đó, để bữa nay cho ăn thử rồi nó làm sao. Bu lại kìa. Chắc hồi nãy mình mới cho ăn cách nãy giờ chắc cũng khoảng 2 tiếng hay nhiêu á, mới nó cũng no, hiểu hơi nhát các bạn. Ăn được mới còn mới các bạn nhìn thấy không? Bị trôi hướng bên đây nè. Cái cá này chắc tại mình cho ăn hơi nhiều và nó hơi nhát các bạn, chiến đói cũng bù là dữ lắm à. Đó. Rồi nhá nhá là đây, cái thấy mình đứng đây lảng lảng đi hết à. Mấy cá trong nhà bữa mình cho ăn ăn nhiệt tình lắm, mấy con cá ngoài này thấy hơi 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 chê hay sao. Đó quá trời đó đó. Nãy tại mình thấy nó lảng lảng đi á, mình đi chỗ khác thử có nó ăn không, rồi quay lại quay quay tiếp đây. Nó còn mới đây nè, nó thấy mới lội trong quậy đó, nó quậy tung lên ngay gốc các bạn thấy không, nó có mấy cọng mì á, vậy là nó cũng ăn nè. Chắc chắc nó thấy mình mà nó sợ cái bài. Táp táp được khúc đầu được miếng nhìn thấy ngon lành, bây giờ giọt hết rồi. Rồi thôi chắc nghỉ quay quá, thôi chào các bạn ha.